Trường Sa là của Việt Nam. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tí Hỏi. Chủ đề hôm nay chúng mình cùng tới những câu chuyện về ngoại giao, bảo vệ chủ quyền cùng các ứng xử khôn khéo của các nước, đặc biệt là của Việt Nam mình. Câu chuyện như thế nào chúng mình bắt đầu cùng tìm hiểu nhé. Mở đầu là một sự kiện vừa xảy ra trong tuần vừa rồi. Đố các bạn biết sự kiện đó liên quan tới nước nào? A. Nga, Mỹ. B. Việt Nam, Trung Quốc. C. Ấn Độ, Trung Quốc. D. Nga, Ba Lan. Ad bật mí là sự kiện này có liên quan tới đại sứ quán các nước nhé. Các bạn có đoán được không ạ? Ui, sự kiện này không phải là nhân viên đại sứ quán Nga bị hất siro đâu nha. Để ad bật mí cho này. Đó chính là việc Nga đổi tên đường mà đại sứ quán Mỹ nằm trên nhé. Vậy đáp án đúng là đáp án A, Nga, Mỹ. Sự kiện này như sau. Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã có địa chỉ mới. Moscow Times dẫn thông báo cùng chính quyền thủ đô Moscow của Nga ngày 22 tháng 6 tuyên bố xác nhận địa chỉ mới đó là số 1 quảng trường Cộng hòa Nhân dân Donetsk, theo tên của vùng ly khai ở miền đông Ukraine được Nga công nhận. Trước khi đổi tên, địa chỉ của tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Moscow là số 8 phố Bolshoi Devitinsky. Quyết định trên được đưa ra sau khi các thành viên hội đồng thành phố đề xuất tôn vinh những người phòng thủ Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Đây cũng là vùng mà Nga đặt mục tiêu giải phóng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chính quyền Moscow khẳng định địa chỉ mới được lựa chọn sau cuộc bỏ phiếu công khai với gần 280.000 người tham gia. Cách phản đối này khá nhẹ nhàng và tinh tế. Nhưng mà cách làm này không phải gần đây mới có, cũng không phải chỉ người Nga mới dùng. Có rất nhiều nước dùng, cả Mỹ cũng cà khịa Nga từ năm 2018 lúc còn chưa dịch hay có cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bằng cách đổi tên con đường có đại sứ quán Nga nằm trên. Nhưng dùng nhiều nhất, nghệ thuật nhất, thuần nhuyễn nhất, hợp lý nhất trong vấn đề ngoại giao lại chính là Việt Nam. Bạn không tin ư? Không tin thì hãy cùng xem tiếp video nhé! Sự kiện đầu tiên về cách ứng xử khéo léo của Việt Nam là về vấn đề chủ quyền liên quan tới hộ chiếu của Trung Quốc. Các bạn có biết sự kiện đấy là sự kiện nào không nhỉ? A. Hộ chiếu Trung Quốc vẽ bản đồ đường lưỡi bò. B. Hộ chiếu Trung Quốc nói sai về Việt Nam. C. Hộ chiếu Trung Quốc về Việt Nam và một tỉnh của Trung Quốc. D. Hộ chiếu Trung Quốc nói sai về nguyên thủ Việt Nam. Câu này chắc hẳn rất dễ rồi đúng không các bạn? Ép bật mí nhé! Đáp án đúng chính là đáp án A. Hộ chiếu Trung Quốc vẽ bản đồ đường lưỡi bò. Từ năm 2012, đồn biên phòng số 7, biên phòng Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cùng các bộ phận chức năng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phát hiện công dân Trung Quốc sử dụng mẫu hộ chiếu mới có những điểm bất bình thường. Ở một số trang phía cuối có in đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò. Ngay từ thời điểm đó, đồn biên phòng số 7 đã không đóng dấu chứng thực vào tấm hộ chiếu in hình ảnh đường lưỡi bò. Ông Trần Ngọc Tuấn, giám đốc công ty du lịch tại thành phố Móng Cái, cho biết đối với khách Trung Quốc sử dụng hộ chiếu mới in có đường lưỡi bò thì bộ phận cán bộ phụ trách xuất nhập cảnh thường để ra xử lý riêng. Những khách này phải chấp nhận sử dụng tờ thị thực rời do Việt Nam cấp chứ không được đóng dấu trực tiếp vào hộ chiếu. Mỗi lần như thế chúng tôi đều giải thích cho họ hiểu về hình ảnh đường lưỡi bò trên hộ chiếu không có giá trị pháp lý nên Việt Nam không thể đóng dấu vào đây, ông Tuấn nói. Quả là một cách xử lý khéo léo đúng không các bạn? Nếu đóng dấu vào thì khác gì công nhận đường lưỡi bò phi pháp, còn không đóng dấu thì lại làm căng vấn đề ngoại giao. Nên Việt Nam không đóng dấu mà sử dụng tờ thị thực riêng, vừa nói lên việc không công nhận đường lưỡi bò, vừa thuận lợi cho người Trung Quốc nhập cảnh. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái, nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, mới chuyển công tác từ giữa tháng 6. Biết hộ chiếu của người Trung Quốc có in đường lưỡi bò đều là hộ chiếu phổ thông chứ hộ chiếu công vụ thì không in. Khi cấp thị thực rời, các cơ quan chức năng Việt Nam không phải đóng dấu chứng thực vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc, qua đó thể hiện quan điểm không công nhận bản đồ đường lưỡi bò của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Du khách Trung Quốc và Việt Nam sẽ sử dụng thị thực rời này thay hộ chiếu, ông Ký nói. Một cán bộ làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay Phú Quốc, Kiên Giang cho biết hiện tại mỗi tuần hòn đảo du lịch này đón khoảng 1.000 du khách Trung Quốc. Để hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho những trường hợp sử dụng hộ chiếu có hình đường lưỡi bò, bộ chức năng này sẽ yêu cầu họ cung cấp thêm hình ảnh,
thông tin để làm tờ khai nhập cảnh riêng, không có hình ảnh đường lưỡi bò trên đó với được nhập cảnh vào đảo Phú Quốc. Một lãnh đạo đơn vị công an xuất nhập cảnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết những năm gần đây, các hộ chiếu du khách Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam in bản đồ có hình lưỡi bò tại các trang số 8, 24, 46. Do không chấp nhận đường lưỡi bò nên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chỉ cấp thị thực rời cho du khách bấm kèm vào hộ chiếu, đồng thời các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cũng không đóng dấu lên hộ chiếu có hình đường lưỡi bò. Tại Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Đà Nẵng đã từng ngăn chặn kịp thời nhiều vụ người Trung Quốc mang vào Việt Nam bản đồ thể hiện đường lưỡi bò và ấn phẩm in lãnh thổ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói, không vì chú trọng đến lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng lên mà đánh mất chủ quyền quốc gia khi chấp nhận cái hộ chiếu trái phép đó. Phải cương quyết từ chối nhập cảnh những du khách nào sử dụng hộ chiếu có in bản đồ lưỡi bò trong đó. Ngoài việc sử dụng khéo léo trong vấn đề hộ chiếu, Việt Nam còn khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách đổi tên các tuyến phố có nhiều khách du lịch người Trung Quốc, dựng bia tưởng niệm các chiến sĩ Trường Sa. Đố các bạn biết, thành phố biển nào đi đầu trong việc này? A. Vũng Tàu, B. Phú Quốc, C. Đà Nẵng, D. Nha Trang. Đáp án chuẩn xác của S chính là đáp án C, Đà Nẵng nhé. Đoạn đường bê tông nhựa dài 640m, rộng 10,5m từ đường Lê Văn Hiến đến đường Trương Dương, khu dân cư Nam Tiên Sơn mở rộng, sơ đồ 20, được đề nghị đặt tên là đảo Đá Bắc, một dạng san hô vòng thuộc nhóm đảo lưỡi liềm là điểm cực bắc của quần đảo Hoàng Sa. Đoạn đường từ Trường Sa đến đường Lê Văn Hiến dài 600m, rộng 15m khu đô thị Hòa Hải H13, sơ đồ 23, được đề nghị đặt tên là đảo Phú Lâm, là một trong hai đảo lớn nhất, quan trọng nhất của nhóm đảo An Vĩnh cũng như quần đảo Hoàng Sa. Cũng ở khu vực này, đoạn đường dài 320m, rộng 5,5m được đề nghị đặt tên là đảo Hữu Nhật, một đảo san hô thuộc nhóm đảo lưỡi liềm, mang tên đội trưởng đội thủy quân thời Minh Mạng ra Hoàng Sa vẽ bản đồ, dựng bia chủ quyền của Việt Nam. Tại khu dân cư sơ đồ 28 quận Sơn Trà, đoạn đường dài 735m từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Nguyễn Duy Hiệu được đề nghị đặt tên đảo Quang Ảnh, một đảo san hô có diện tích 0,7 km, có nhiều đá ngầm phía tây nam của đảo Hữu Nhật và đá Hải Sâm, mang tên nhân vật lịch sử Phạm Quang Ảnh, đội trưởng Hải đội Hoàng Sa. Tại khu dân cư An Cư 5 và khu dân cư Mân Thái 2 mở rộng, sơ đồ 31, đoạn đường 570m từ Lê Văn Thứ đến Vương Thừa Vũ được đề nghị đặt tên là đảo Tri Tôn, một đảo nằm cực Tây có diện tích thứ 3 ở quần đảo Hoàng Sa. Ngoài việc đặt tên đường, Việt Nam còn khẳng định chủ quyền bằng nhiều cách. Trong đấy có một cách đặt tên hai quần đảo lớn cho một loại đồ uống rất phổ biến của Việt Nam. Đố các bạn biết, đó là loại đồ uống nào? A. Bia, B. Nước mía, C. Trà chanh, D. Sữa. Bạn có đoán được không? Đó chính là A, bia đó. Bạn nào chưa biết thứ nước uống hảo hạng này thì để Ad kể cho mà nghe nè. Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ông Trần Song Hải, giám đốc Cipher Premium Beer cho biết, đề bài tìm ra loại bia phù hợp với văn hóa ẩm thực của người Việt, dung hòa được ẩm thực phương Tây là quá trình không dễ. Các chuyên gia người Đức đã bắt tay làm được điều ấy sau 7 tháng ấp ủ, với 5 mẻ thử khác nhau để cuối cùng đã cho ra được hương vị bia phù hợp với số đông người Việt mang tên bia thủ công Hoàng Sa Special và Trường Sa Special. Bia sử dụng mỏ lúa mạch và hop hoa bia từ bang Bavaria, Đức. Do được sản xuất phục vụ cho người Việt, hương vị bia được điều chỉnh để làm sao phù hợp với các món ăn thuần Việt, thịt gia cầm và hải sản. Câu chuyện ở đây không đơn thuần là bia, mà thông điệp là hai quần đảo của chúng ta thấm vào máu thịt của từng người và là biểu tượng rất thiêng liêng. Chính vì vậy nên tôi lấy tên hai quần đảo này đặt cho hai sản phẩm bia và không ngờ được mọi người ủng hộ. Ông Hải chia sẻ trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Đáng chú ý, Cipher Premium Beer đầu tư vào nhãn và bao bì để sau khi uống, mọi người sẽ lưu giữ những chiếc chai bia để làm kỷ niệm. Trên chai bia còn là câu chuyện về lịch sử của Hoàng Sa và Trường Sa. Trên vỏ chai bia Hoàng Sa có một tấm bảng là lệnh của vua Gia Long sai thủy quân và đội Hoàng Sa đi thuyền ra để thăm dò, đo đạc thủy trình Hoàng Sa. Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hòn đảo này từ xa xưa. Các chữ viết này đều là chữ Nôm, ông Hải kể trên Tuổi Trẻ.
Một nét độc đáo khác trên chai bia, đó là hình ảnh con tàu HQ-505 trong trận chiến năm 1988 khi trúng đạn sắp chìm. Khi đó, các chiến sĩ Việt Nam đã dũng cảm lao lên bãi cạn Kolin, giữ được hòn đảo cho Tổ quốc. Thật tuyệt vời khi Việt Nam không những khéo léo trong cách ứng xử trước những chiêu trò của Trung Quốc, lại dùng rất nhiều biện pháp tuyên truyền rất nhẹ nhàng, tinh tế cho không chỉ du khách tới từ Trung Quốc mà còn cả du khách quốc tế nữa. Các bạn thấy video hôm nay của S thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống dưới video nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ S. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.